cứ cho là có thể tiếp cận được Liêu. Nhưng vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt, khám xét kỹ lưỡng, sao có thể dắt binh khí bên người để vào được trong cung? Muốn giết được Liêu, cần có hung khí sắc bén cùng với độ cứng vô địch. Phản bội di nguyện của tiên tổ, cướp đoạt phương vị, khiến cho nước Ngô bị các nước chư hầu khinh thường là bất nhân bất nghĩa. Nay bị giết chết cũng là thuận theo ý trời, thuận theo lòng người. Công tử quan ta vốn không tham lam ngôi vị, mưu đồ vượt quá khuôn khổ, thực tế là vì Liêu bất nhân bất nghĩa, chuyên quyền độc đoán. Này, để tránh cho nước Ngô rơi vào cảnh ly loạn nguy nan, ta tạm thời đứng ra gánh vác quốc sự. Đợi khi thúc phụ Quý Trác trở về nước, ta sẽ mời người xưng vương trả lại ngôi vị. Chư vị, có ai có ý kiến gì không? Chúng thần xin tuân mệnh. Được, vậy từ hôm nay trở đi, ta sẽ là vua của nước Ngô. Quả nhân xưng danh là Hạp Lư, hoàng ân bao la, vạn thọ vô cương. Trúc Dung tập kích phạt sở đang bất lợi, lại nghe tin vương huynh bị giết. Đại vương đứng ra xử lý quốc sự, nên họ chạy sang nước Sở cũng là hợp tình hợp lý. Nay chỉ còn có con trai của Liêu là Khánh Kỵ, là điều đáng phải bận tâm. Khánh Kỵ ở tận Hải Thành, binh lực yếu ớt, có thách hắn cũng không dám tới xâm phạm Cô Tô. Trước mắt đã không còn gì phải bận tâm lo lắng. Sao đại vương vẫn có vẻ suy tư như vậy? Trước mắt không có gì bận tâm, nhưng chuyện sau này có chút lo lắng. Phải chăng đại vương đang lo lắng về phương thúc Quý Trác? Thúc phụ chưa biết lúc nào mới trở về nước Ngô, quả nhân sẽ phải xử sự với người như thế nào đây? Xử sự thế nào sao? Thì cứ kể rõ biến cố vừa qua là được. Còn vương vị thì sao? Đại vương chẳng phải đã từng nói rằng ngày Quý Trác trở về nước Ngô cũng chính là ngày đại vương thoái vị, lúc đó sẽ mời Quý Trác lên ngôi không phải sao? Chẳng lẽ đại vương quên rồi? Đương nhiên quả nhân vẫn còn nhớ. Lẽ nào đại vương không muốn nhường ngôi? Không phải là không muốn nhường ngôi, mà là thúc phụ tuổi đã cao, tính tình dễ dãi, không có phép tắc, e rằng khó mà quản lý triều chính của một nước. Ta chẳng qua cũng chỉ lo cho quốc kế dân sinh thôi. Đại vương không cần bận tâm. Theo thần thấy, Quý Trác sẽ không chịu nhận vương vị đâu. Tại sao? Đại vương hãy thử nghĩ xem. Trước kia đã có ba vị tiên vương từng tỏ ý nhường ngôi, vậy mà Quý Trác không nhận là vì sao?
là vì Quý Trác tính tình quảng đại, không màng danh lợi, không màng tới chuyện phương quyền, ngôi vị. Nếu đã từng ba lần từ chối ngôi vua, thì lần này tại sao phải xưng vương chứ? Tướng quân nói thật có lý. Theo thần thấy, khi nào Quý Trác quay trở về nước Ngô, đại vương nhất định phải ra nghênh đón, rồi cung kính ra vẻ muốn nhường ngôi trước mặt mọi người. Quý Trác tất nhiên sẽ không chịu nhận ngôi, ngược lại uy tín vinh hiển của đại vương càng được khắc sâu trong lòng dân chúng. Khởi bẩm đại vương, từ lối mòn nhỏ, vương thúc Quý Trác đang trở lại Cô Tô, hiện tại đang cung kính trước mộ của Liêu. Đại vương giao cho thần sứ mệnh đi sứ ở Tấn Quốc, nay đã hoàn thành công việc, Quý Trác tới để bẩm báo với đại vương. Thúc phụ không quản gian lao, đi sứ nước Tần trở về, cháu dẫn theo quần thần ra ngoài thành, xin được nghênh đón. Không biết đã đắc tội gì với thúc phụ, mong được tha tội. Ngươi bây giờ đã là vua của nước Ngô, nói chuyện với ta như vậy, e rằng ta không dám nhận đâu. Thúc phụ quá lời rồi. Cháu phải giết Liêu là vì nghĩ cho lễ giáo của nước Ngô. Sống chết là do trời định, phi nghĩa sinh loạn không phải do con người tạo ra. Đạo lý của tiền nhân là vậy, tại sao ta phải trách cứ ngươi? Cháu xưng vương là vì kế sách an định chủ quyền nước Ngô. Thúc phụ nhân từ độ lượng là vị quân vương có 102 của nước Ngô ta, cũng là ước nguyện của tổ phụ, tiên phụ và hai vị thúc phụ. Nay thúc phụ trở về, xin hãy tiếp tục kế thừa vương vị để phục hưng nước Ngô. Ngươi không dễ gì mới có được vị trí này, tại sao lại muốn dâng tặng cho người khác? Chỉ cần quốc gia và dân chúng được quốc thái dân an, bất kể ai làm vua, ta đều không có ý kiến. Thúc phụ đức cao vọng trọng, trong mắt người dân nước Ngô không ai sánh nổi. Kính mong thúc phụ tiếp tục kế thừa ngôi vị, đó cũng là mong muốn của toàn thể dân chúng nước Ngô. Mong thúc phụ suy xét. Không cần nói nhiều, ý ta đã quyết rồi. Từ nay quy ẩn sơn lâm, không màng đến những chuyện đã qua. Tiên sinh, cậu lại xuống quán uống rượu rồi, phải không? Tiên sinh nghĩ tôi toàn đi chơi, uống rượu sao? Tôi vừa dò hỏi được một tin tức động trời, nói thử xem nào. Đúng như tiên sinh dự liệu, Quý Trác đã rời bỏ vương vị, quy sơn ở ẩn. Tiên sinh quả là tiên đoán như thần. Lần này, Hạp Lư đã nhờ vào mưu kế của tiên sinh mà bước được lên ngôi vị, Ngũ Tử Tư cũng được trọng dụng. Tôi thấy, sao ta không nhân cơ hội này xuống núi làm nên sự nghiệp? Bye.
Nước Ngô có triều chính mới, còn nhiều việc cần làm. Nhiệm vụ trước mắt là chỉnh đốn quốc phòng. Ưu thế của tôi là phận binh đánh trận. Lúc này xuống núi, e rằng khó làm nên trò trống gì. Đợi ít ngày nữa hoàn thành binh thư, lúc đó tính đến sự nghiệp vẫn chưa muộn. Các vị tiên sinh, quả nhân mới lên ngôi, thế nên có nhiều việc bận rộn cần giải quyết. Quả nhân muốn nghe cao kiến của các vị về những việc quan trọng cần làm trước mắt. Khởi bẩm đại vương, nhiệm vụ quan trọng nhất trong việc quốc gia là yên định lòng dân, dân chúng an cư lập nghiệp, tạo cơ sở vững chắc cho công cuộc chấn hưng nước nhà. Vì vậy, đại vương cần quan tâm đến đời sống của người dân, giải quyết chính sự phân minh, tính cực mưu cầu phúc lợi cho dân chúng. Lấy việc phụng hưng nước giàu, dân mạnh làm căn bản. Dựa vào đó, để có thể thi hành chính sự, lập nên đại nghiệp, trọng cần phải giải quyết. Đó cũng là nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay. Việc gì vậy? Thành Cô Tô đã nhiều năm chưa tu sửa, hệ thống phòng thủ lỏng lẻo. Việc trước mắt cần làm là phải gia cố thành trì, hoàn thiện hệ thống phòng vệ, trang bị thêm vũ khí, tích trữ thêm lương thảo. Bên trong nếu phòng bị vững chắc, mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, thì không phải lo lắng đối phó kẻ thù bên ngoài. Thần cho rằng việc quan trọng nhất trong những việc quan trọng lúc này là tu sửa, làm mới thành Cô Tô. Nói rất có lý. Vì tu sửa thành Cô Tô, quả nhân giao cho ngươi đảm nhận. Rõ. Tiên sinh, đã đến giờ uống thuốc rồi. Tôn tiên sinh đã tới, xin mời. Tiên sinh, binh pháp mà tại hạ gửi sang từ mấy hôm trước, chắc ngài đã xem qua. Xem rồi, xem rồi. Từ trước tới giờ, đây là binh pháp hoàn thiện nhất mà lão phu được biết tới. Cậu còn trẻ mà đã có được những kiến thức sâu sắc như vậy, quả là một bậc kỳ tài hiếm thấy. Tiên sinh quá khen. Trong bộ binh pháp này vẫn còn nhiều chỗ chưa được hoàn thiện, rất mong tiên sinh tận tình chỉ bảo. Sao lại là chỉ bảo? Tuyệt pháp này đã tập hợp được tất cả những điều hay nhất của binh pháp trong thiên hạ, là binh pháp tuyệt vời mà các binh gia cần đến để thành công, có thể lưu truyền tới muôn đời sau. Được Phương tiên sinh đánh giá như vậy, Tôn Mộ cảm thấy được khích lệ rất nhiều. Huệ Tông, mang rượu ra đây. Hôm nay ta và Tôn tiên sinh đây phải uống một trận thật say mới được. Khởi bẩm đại dương, có một vị quan từ nước Sở tên là Bá Bì, hiện đang quỳ bên ngoài, muốn được vào cầu kiến đại vương. Bá Bì, quả nhân chưa từng nghe tên người này. Đại vương, từ sáng sớm ông ta đã quỳ ngoài cung, chỉ mong được diện kiến đại vương một lần. Quả nhân bận rộn việc nước, không có thời gian để tiếp những người nhàn rỗi. Bảo hắn đi đi. Dân. Sở thần Bá Bì, đại vương có chỉ. Đại vương đang bận việc nước, không muốn gặp ngươi. Ngươi hãy mau đi đi. Xin hãy thông báo giúp Bá Bì một tiếng. Bá Bì chỉ xin diện kiến đại vương một lần thôi. Đi đi, đi mau đi. Nếu ngươi không đi, ta sẽ không khách khí nữa đâu. Khởi bẩm đại nhân, bên ngoài có người tên Bá Bì xin được cầu kiến đại nhân. Bá Bì, hãy mau mời ông ta vào. Dân. Ngũ huynh, Ngũ huynh, Bá huynh, xin hãy đứng dậy. Bá huynh, sao huynh lại phải sang nước Ngô? Ngũ huynh, chuyện dài lắm.
Vài lời không thể nói rõ được. Bá huynh không cần phải vội, từ từ mà nói. Nước Sở giờ đã trở thành nước sở của phí vô cực, thậm chí còn trở thành nước sở không có vua nữa. Tuy tôi sống ở nước Ngô, nhưng lòng lúc nào cũng nghĩ về nước Sở, là nỗi lo của vua Sở, chuyện gian thần phí vô cực. Tôi biết rất rõ, ông nội tôi, Bá Châu, vốn là trọng thần của nước Sở, cuối cùng cũng bị phí vô cực hãm hại tới chết. Vua Sở không những bỏ qua cho phí vô cực, mà còn nghe theo lời hắn, xử chém cả nhà tôi. Bá bị tôi may mắn chạy được khỏi nước Sở. Tôi này đến nước Ngô cầu kiến Ngô Vương, nhưng Ngô Vương không chịu gặp tôi. Tôi bước đường cùng, đành phải tới đây nhờ cậy Ngũ huynh. Mong có ngày trở về nước Sở, vùi xương Sở Vương và phí bất nhân, trả mối thù diệt môn. Tôi rất hiểu nỗi niềm của Bá huynh. Bá huynh cứ yên tâm, ngày mai tôi sẽ vào kiến cầu huynh với đại vương. Sau này chúng ta sẽ cùng trả mối thù nhà. Ở nước Ngô, Ngũ huynh là người quyền cao chức trọng, huynh phải giúp đỡ Bá Bì. Xin hãy giúp Bá Bì. Khởi bẩm đại vương, có một thầy thuốc nước Sở tên là Bá Bì đến nương nhờ nước Ngô ta. Đúng lúc ta thực hiện chính sách mới, rất cần hiện tại ra giúp sức, cho nên thần muốn tiến cử người này với đại vương. Bá Bì, Từ Phương tiên sinh. Tiên sinh có biết gì về người này không? Hồi còn ở nước Sở, thần có nghe đến Bá Bì. Đó là một người túc trí đa mưu, khiêm nhường và hiểu biết lễ nghĩa, có thể coi là một nhân tài. Vậy tại sao ông ta phải chạy đến nhờ cậy nước Ngô? Là vì Sở Vương dốt nát vô đạo, còn tên thái phó phí vô cực thì gian nịnh tàn ác. Hắn đã hại tổ phụ của Bá Bì là Bá Châu, một công thần khai quốc của nước Sở tới chỗ chết. Bá Bì hận nước Sở tới tận xương tủy, vì vậy mới chạy sang nương nhờ nước Ngô. Tướng quân đã biết rõ về người này như vậy, xong liệu hắn có đáng tin tưởng hay không? Nếu quả nhân giữ hắn lại, hắn có hết mình mà phục vụ nước Ngô hay không? Quan hệ giữa thần và Bá Bì tuy không phải thâm giao, nhưng lại chung một cảnh ngộ, giúp nhau lúc gặp nạn. Thần cho rằng Bá Bì là người có thể tin cậy được. Nếu như tướng quân đã đích thân tiến cử, thì hãy bảo hắn tới gặp quả nhân. Đa tạ đại vương ân chuẩn. Bá Bì đã đợi sẵn bên ngoài rồi ạ. Truyền gọi, truyền cho Bá Bì vào ý kiến. Vi thần Bá Bì bái kiến đại vương. Ngươi vốn là người nước Sở, nay lại tìm tới đây, có phải thành ta muốn nương nhờ nước Ngô không? Chúa công nước Sở bất nghĩa, tàn sát trung thần, gia đình vi thần lâm nạn, vi thần phải lưu lạc khắp nơi, hồn siêu phách lạc. Vi thần nghe danh đại vương, nghĩa cao thấu trời, đức hạnh, anh minh, chiêu hiền đại sĩ. Bá Bì tìm đến nương nhờ nước Ngô, mong đại vương hãy ban cho thần một con đường sống yên lành. Bá Bì nguyện lấy thân mình báo đáp. Nếu đã vậy, quả nhân phong cho ngươi làm ngự y của nước Ngô, mong ngươi sẽ dốc hết sức mình phục vụ nước Ngô. Đa tạ hồng ân của đại vương. Ân bá, có mạng tướng. Bá Bì mới lần đầu đến nước Ngô, lạ nước lạ cái, ngươi hãy quan tâm đến hắn. Rõ. Nhìn kỹ chưa? Ở đây này, cho qua bên kia. Vì tu sửa công trình tiến triển thuận lợi, tất cả là nhờ tướng quân đôn đốc giám sát chặt chẽ. Hôm nay Bá Bì đến để động viên ngài. Tôi có làm được gì đâu mà kể công. Quan tổng quản công trình là Ngũ đại nhân, tôi cũng chỉ là người phò tá trợ giúp thôi. Nếu luận công ban thưởng thì cũng không tới lượt tôi. Sao tướng quân lại nói vậy? Ngũ đại quân tuy là quan tổng đốc, nhưng người trực tiếp thi công là ngài. Nếu không nhờ tướng quân không ngại gian nan vất vả, đích thân tham gia mọi việc, thì tiến độ tu bổ không thể nhanh như vậy được. Bá Bì đại nhân, về phương án thủ thành, ngài có cao kiến gì không? Không biết phương án tu sửa là do ai chủ trì việc thiết kế vậy? Là quan chủ quản xây dựng hệ thống phòng thủ thành kiến thiết, người đó chính là tiểu đệ của tại hạ. Hóa ra là vậy.
Tại hạ thấy hệ thống phòng vệ của thành Cô Tô giống dễ phòng thủ, khó tiến công. Phương án phòng thủ thành Cô Tô quả thật như thêm giúp cho hổ, thêm hoa cho gấm, giúp thành Cô Tô thêm hoàn hảo, không hề có nhược điểm nào. Hơn nữa lại được tướng quân đốc thúc tỉ mỉ trong từng chi tiết công việc, cho dù có gặp phải đội quân sức mạnh đến mấy cũng khó mà công phá được. Có được những lời này của đại nhân, ân bá cảm thấy được khích lệ rất nhiều. Tướng quân vất vả lập công lớn, tại hạ đã chuẩn bị bữa cơm đạm bạc để đón tiếp tướng quân. Nếu tướng quân không chê, cuối ngày mời ngài ghé qua tề xá của tại hạ một chuyến. Đại nhân mới đến nước Ngô, sao tôi có thể để đại nhân tốn kém như vậy được? Xin tướng quân đừng khách khí. Nếu được tướng quân ghé thăm thì đó là vinh hạnh của bá bì. Được, cung kính không bằng phụng mệnh, tôi sẽ đến. Rất mong được đón tiếp tướng quân. Bá bì xin cáo từ. Tiên sinh học nhiều biết rộng, anh minh lỗi lạc, là nhân tài hiếm có của nước Ngô. Này nước Ngô đang bộn bề trăm việc, lao tâm khổ tứ. Rất mong tiên sinh xuống núi đóng góp kế sách, góp phần chấn hưng nước Ngô. Kẻ già nuôi này từ lâu đã không màng đến chuyện triều chính, chỉ mong ẩn dật nơi núi rừng, an hưởng tuổi già. Tiên sinh tài trí hơn người, nếu để ngọc ẩn trong núi chẳng phải là đáng tiếc sao? Nên Ngô Vương là người nhân hậu, am hiểu lý lẽ, ngôi cao chí lớn, việc nước Ngô xưng hùng bá nghiêm chỉ còn là thứ tất. Mong tiên sinh suy xét lại. Từ lâu ta đã quyết không xuống núi lần nữa. Nếu quả thật Ngô Vương có ý cầu hiền tài, thì ta muốn tiến cử một người. Người này có đủ cả đức lẫn tài, thông minh hơn người, tinh thông binh pháp, có thể nói là một nhân tài hiếm có. Tiên sinh kiên quyết không xuống núi thì tại hạ cũng không thể miễn cưỡng. Nói đến nhân tài, tại hạ chợt nhớ đến một người bạn cũ. Mấy năm trước, người đó cũng từng góp sức phục vụ cho vua Ngô. Dù huynh ấy vẫn đang ở nước Ngô, nhưng không tìm được tung tích. Nếu có thể tìm được người này, huynh ấy nhất định sẽ giúp nước Ngô hoàn thành bá nghiệp. Những bậc kỳ tài trong thiên hạ đều có điểm khác người. Ở đây có cuốn binh pháp do chính người tôi định tiến cử viết ra, ngài có thể xem trước. Ôi trời, đây quả là tuyệt tác trong các tác phẩm binh pháp. Ngôn từ sâu sắc, lời lẽ sắc sảo, quả là một nhân kiệt. Tiên sinh, không biết người này hiện đang ở đâu? Thê Hà Cư, trên núi La Phù. Thê Hà Cư. Chẳng phải thành Cô Tô đã rất kiên cố rồi sao? Sao còn phải sửa chữa nữa? Không phải là sửa chữa, mà là gia cố thêm hệ thống phòng thủ cho thành. Tiên sinh đang muốn ca ngợi tường thành tu sửa tốt phải không? Quả là một tòa thành tốt, vững chãi như vàng, dễ phòng thủ, khó tấn công. Ngũ Tử Tư tuy là thừa tướng nước Ngô, nhưng quả thật trong việc tu bổ thành Cô Tô, huynh ấy cũng góp một phần công sức rất lớn. Có ai ở nhà không? Xin hỏi chủ nhà có nhà không? Đúng vậy sao? Mm-hmm.
Tôn huynh, Tử Tư huynh, Tôn huynh, huynh hại Ngũ Phiên đi tìm đến khổ. Huynh biết chuyện Hành Thích Liêu rồi chứ? Huynh đã lập công lớn cho nước Ngô rồi. Lần đó khi từ biệt cũng không nói cho tôi biết huynh ẩn giật nơi đâu. Lẽ nào bao lâu nay huynh vẫn ẩn cư nơi núi La Phù? Tôn phủ đã sống ở đây 8 năm rồi. 8 năm. Nói vậy thì người viết binh pháp chính là Tôn huynh sao? Cuốn binh pháp đó là do tại hạ viết. Tôi cũng đang lấy làm lạ, không biết từ khi nào nước Ngô lại xuất hiện một bậc kỳ tài như vậy. Hóa ra chính là người bạn tôi đã quen biết bao lâu nay. Tôn huynh, ngày mai tôi sẽ lên triều tiến cử huynh với đại vương. Tôi và huynh cùng nhau xây dựng đại nghiệp. Khởi bẩm đại vương, thần vừa chiêu mộ được một người. Người này là một tài năng hiếm có, nay thần xin tiến cử lên đại vương suy xét. Là ai vậy? Người này họ Tôn, tên Phủ, là người nước Tề. Hắn có tài năng gì? Đại vương, Tôn Phủ là người văn võ song toàn, tinh thông thao lược, nhìn xa trông rộng. Người này quả thật có tài tướng soái hiếm có trong thiên hạ. Sao quả nhân chưa từng nghe đến tên hắn? Chỉ vì Tôn Phủ ẩn cư 8 năm tại Thê Hà Cư thuộc núi La Phù, vậy nên người đời không biết đến tài năng của huynh ấy. Vậy thì tìm hắn về đây. Bản đại vương không thể vậy được. Chưa chắc Tôn Phủ đã chịu ra làm quan dễ dàng như vậy. Ta không thể đối đãi như bình thường được. Xin đại vương hãy chuẩn bị lễ vật, đích thân đến mời người đó. Nếu người này thanh tao, kiêu ngạo như vậy thì chưa chắc đã dùng cho nước Ngô được. Vậy cứ để hắn ẩn cư nơi núi xa, rừng thẳm thì hơn. Đại vương, việc Hành Thích Vô Liêu chính là nhờ Tôn Phủ bày mưu tính kế. Kính mong đại vương minh xét. Chuyện Hành Thích Vô Liêu cũng có chút mưu lược, nhưng cũng chỉ là kẻ đa mưu. Ta làm sao có thể dễ dàng phong tướng cho hắn? Đại vương, việc này không cần bàn nữa. Hôm nay quả nhân có nhiều việc phải làm. Ta muốn đi thị sát công việc tu sửa thành Cố Tô, lại còn xuống thôn sớm thị sát nông nghiệp. Công trình tiến triển nhanh thế này, công sức của Ngũ tướng quân quả là không nhỏ. Người hãy tiếp tục gấp rút, nhanh chóng hoàn thành công trình. Đại vương, việc chiêu mộ hiện tại thần trao đổi với đại vương lúc nãy, vẫn mong đại vương suy xét. Quả nhân sẽ suy nghĩ. Đại vương, thần nghe bá bì nói Ngũ Tử Tư và Tôn Phủ là bạn thân lâu năm. Đại vương có biết chuyện này không? Quả nhân không biết. Bá bì, đại vương, Ngũ Tử Tư và Tôn Phủ có mối quan hệ thân thiết. Chuyện này có đúng không? Đúng là có chuyện đó. Vi thần còn nghe nói Tôn Phủ đã từng cứu mạng Ngũ đại nhân. Ngũ Tử Tư chưa bao giờ nói với quả nhân chuyện này cả. Đại vương, Ngũ Tử Tư nhiều lần tiến cử Tôn Phủ, thần e hắn nhận bừa người thân, khó tránh khỏi bị nghi ngờ kéo bè kết phái để tạo vây cánh trong triều. Đại vương, không biết việc dùng Tôn Phủ, đại vương đã suy xét kỹ chưa? Ý của tướng quân là nhất định quả nhân phải đi mời Tôn Phủ về. Đúng vậy, Tôn Phủ là bậc tướng tài hiếm có trong thiên hạ. Nếu nước Ngô có người này thì đừng nói là chinh phạt sở, mà kể cả xưng bá thiên hạ cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Hắn có tài làm đại tướng, tại sao lại phải ẩn cư trên núi lâu năm như vậy? Đại vương, những cao nhân vị sĩ đều thích tìm về chốn thanh tịnh, hoang vắng để suy nghĩ về những việc trị quốc, đại sự.
Nếu nhìn bề ngoài của họ, tưởng rằng họ sống an nhiên, thực ra không phải vậy. Chỉ những người chí hướng cao xa mới có được hành động phi thường đó. Tôn Phủ cũng thuộc tầng lớp này. Vậy nên, nếu được đại vương trọng dụng, thì sẽ không tiếc tính mạng, báo hiếu quốc gia, phát huy toàn bộ kiến thức, tạo nên đại nghiệp kinh thiên động địa. Nếu ta mời hắn về, thì nên phong cho hắn chức quan gì? Thần là Hữu Tư Mã, thì Tôn Phủ phải là Tả Tư Mã. Sau này dẫn binh ra trận, sẽ do Tôn Phủ toàn quyền chỉ huy. Tôn Phủ vừa không có tiếng, lại không có công. Nếu chỉ dựa vào mình lời tiến cử của tướng quân mà giữ chức Tả Tư Mã, thì chẳng phải sẽ chạm đến tự trọng của các danh tướng, công thần nước Nga sao? Lẽ nào đại vương đã quên rồi? Thương Thang không chê Y Doãn xuất thân nghèo hèn mà phong cho chức quan. Do đó, Y Doãn đã giúp Thương Thang đánh bại Tạ Hiền. Rồi chuyện Thương Phương Phủ Đinh không coi Phó Lạc là nô tỳ cũng thế, lấy quốc gia làm trọng để trung người. Nhờ vậy Phủ Đinh mới có được thời kỳ hưng vượng. Lại nói chuyện Chu Văn Phương cũng trọng dụng Khương Thượng tuổi đã cao, sống bần hàng ẩn cư câu cá, nên mới giữ được danh sơn tồn tại mấy trăm năm. Đại vương, người nói nhiều như vậy chỉ vì muốn quả nhân trọng dụng Tô Vũ sao? Đúng vậy. Từ bao tiền lệ có thể thấy, đối với những người có tài cần được đối đãi bằng lễ nghĩa, không thể để họ chờ đợi. Nếu đại vương học theo các bậc tiên vương thánh hiền đời trước, thì có thể khiến kẻ sĩ hiện tại trong thiên hạ kéo đến. Sự nghiệp xưng bá của đại vương cũng chỉ là chuyện nay mai. Trong một ngày mà tướng quân đã 5 lần 7 lượt tiến cử Tôn Vũ, khiến quả nhân đầu hết cả đầu. Nói cho cùng thì chút tài đó của Tôn Vũ đều do tướng quân nói ra. Quả nhân làm sao biết được Tôn Vũ có thật là người có tài như vậy hay không? Đại vương, Tôn Vũ đã viết xong một bộ binh thư. Bộ binh thư này quả thật có những nội dung then chốt, chứa đựng tinh hoa đất trời. Có thể nói đó là một bộ sách quý của người nhà Binh. Rất may là chưa ai biết đến kiệt tác này. Vậy nên đại vương có thể xem qua rồi hãy suy xét. Thôi được rồi, hãy đưa đến cho ta xem. Dân quả là một cuốn binh thư kỳ lạ, hiếm có trong thiên hạ. Quả nhân có được cuốn binh pháp này trong tay, thì nhất định có thể xưng bá thiên hạ. Đại vương ghé thăm, không kịp ra nghênh tiếp, mong đại vương xá tội. Tiên sinh chính là Tôn Vũ, chính là tài hạ. Tiên sinh mời đứng dậy, tạ ơn đại vương. Hôm qua Ngũ Tử Tư không tiếc lời tiến cử Tôn tiên sinh, quả nhân cũng đốt nến thâu đêm đọc cuốn binh pháp của Tôn tiên sinh. Đó quả là một kiệt tác. Cuốn binh pháp để lại cho ta ấn tượng sâu sắc, nên hôm nay muốn mời Tôn sinh xuống núi góp sức cùng nước Ngô. Đại vương đích thân đến đây. Tôn Phủ, Tôn tiên sinh văn thao võ lược, túc trí đa mưu, là một tướng tài hiếm thấy. 13 chương binh pháp do chính Tôn tiên sinh viết có thể coi như một kiệt tác hiếm có trong thiên hạ, thậm chí có thể gọi đó là bảo bối của binh gia. Nhưng quả nhân không hiểu được,
Tại sao một vị tướng tài như vậy lại ẩn cư núi xa rừng thẳm trong suốt bao nhiêu năm trời, khiến tài năng bị mai một, phí hoài nhân tài, chí lớn khó phát huy? Đại vương quá lời rồi. Tôn Phủ nghiên cứu binh pháp bao nhiêu năm, luôn cho rằng việc nghênh chiến sát phạt sẽ gây ra nguy hại cho bách tính trong thiên hạ. Nhưng binh pháp dù có hay đến đâu mà không dùng trong chiến trận thì cũng là vô dụng. Mục đích vũ lực của bậc minh quân là lấy chiến tranh ngăn chặn chiến tranh, giúp thiên hạ thái bình. Còn hôn quân dùng vũ lực chỉ là giết người vô tội giả, khiến muôn dân làm than, oán hận. Nếu như dùng binh pháp này của thần để dạy cách dùng binh cho một chủ nhân tầm thường, vậy chẳng phải là tiếp tay cho việc tàn sát vô tội giả sao? Vậy nên Tôn Phủ không dám tùy tiện xuất thế. Tiên sinh nói thật có lý. Tôn huynh, những lo lắng của huynh không phải không có lý. Nếu hồ đồ trong việc nhìn nhận người khác, sẽ không biết đâu là trung quân, đâu là gian thần. Những vị đế vương hại dân hại nước không phải là hiếm, nhưng Ngô vương thì hoàn toàn khác. Tấm lòng đại vương bao la rộng lớn, coi sự đố kỵ và cái ác như kẻ thù, coi việc bá tính thiên hạ, coi việc tạo phúc an dân là trách nhiệm bản thân. Tôn tiên sinh, đại vương đường đường là một vị minh vương hiền quân. Từ khi lập nước đến nay, đại vương không ham của ngon, không thích nịnh nọt, không ham nữ sắc, không tìm yên ổn riêng mình, cần cù sớm tối chăm lo việc nước. Nếu tiên sinh phò tá đại vương hoàn thành đại nghiệp thì đó cũng là thuận theo ý trời, vì mục đích chung. Tiên sinh có bằng lòng phò tá quả nhân cùng tạo nên đại nghiệp không? Xin nghe theo đại vương. Bộ binh pháp do Tôn tiên sinh viết thật khiến người khác phải kinh ngạc. Ngày nay thiên hạ đại loạn, chư hầu tách biệt. Vậy theo ý Tôn tiên sinh, chiến lược quốc sách của nước Ngô sau này thế nào? Trong bối cảnh thiên hạ chiến loạn như hiện nay, ai cũng muốn làm lợi cho mình, ta không thể đánh tới, cho nên vì cái lợi mà buộc phải kết giao. Còn nếu giao bàn với nước Tần, có khi lại tạo ra tai họa ngay bên cạnh mình. Đại vương, theo ý của thần, nước Ngô ta tuy ngày càng lớn mạnh, nhưng ở vùng Đông Nam của Trung Nguyên nên bất lợi. Ta nên liên kết với nước Việt lân cận, cùng đối phó với các nước ở Trung Nguyên. Trước tiên nên đánh Sở, sau đó chinh phạt Tấn. Vi thần tán đồng ý kiến của ân bá tướng quân. Hai nước Ngô Việt ngôn ngữ tương đồng, phong tục tập quán giống nhau, liên kết với nước Việt là một quyết định sáng suốt. Chinh phạt nước Sở là việc phải làm. Nhưng vi thần cho rằng nước Tấn đối chọi với ta nhiều năm, oán hận không kể xiết. Vì vậy nước Ngô nên gửi hậu lệ đến Tấn để tỏ tình hữu hảo, liên kết cùng Tấn phá Sở. Hai vị ái khanh hôm nay phải đôn đáo dứt giả nhiều rồi, hãy về nghỉ sớm đi. Đại vương, dứt giả gì nữa, âu cũng là việc nên làm. Thần không mệt, kính mong đại vương suy xét. Quả nhân muốn hai người lui về, các ngươi hãy chấp hành mệnh lệnh. Rõ. Dưng. Vi thần xin cáo từ. Ý kiến của Tôn tiên sinh, quả nhân hoàn toàn đồng ý. Kết giao xa, chinh phạt gần là chính sách của nước Ngô. Theo thần thấy, dùng binh và trị quốc không thể tách rời. Trong việc cầm quân, không cần đánh mà vẫn thu phục được người khác thì mới là người tài giỏi. Dùng binh trước tiên là phải đánh bằng kế sách, tiếp theo là ban giao, cuối cùng mới là động binh. Đánh bằng kế sách là thế nào? Đánh bằng kế sách chính là dùng mưu lược, làm cho dân giàu nước mạnh, phán đoán đúng thời thế, công phá thế lực đối địch. Các hoàng đế trước đây đều phải tích lũy lượng lớn lương thảo, đại xá thiên hạ, rèn luyện tinh binh. Tới lúc đó Nam phạt Xích đế, Bắc phạt Hắc đế,
Đông Phạt Thanh Đế, Tây Phạt Bạch Đế, thiên hạ quy về một mối. Các vị vua sau này như Thương Than Vương và Chu Phủ Vương cũng làm như vậy. Nếu nước Ngô ta học tập theo các vị hiền vương, đi thuận theo ý trời, thiên thời địa lợi nhân hòa, thì lúc đó ác sẽ thắng. Thế nào là đánh bằng ban giao? Đánh bằng ban giao là lợi dụng nghệ thuật kết giao, làm tan rã khối liên minh giữa các nước thù địch với ta, khuếch đại khối liên minh của ta, cô lập nước thù địch, từ đó khuất phục đối thủ. Thế lực quân sự và tình hình của các nước đều không giống nhau. Làm thế nào phân tích được thực lực từng nước để phục vụ cho mục đích của chúng ta? Đại vương nói rất có lý, phải căn cứ vào tình hình thực tế của mỗi nước mới nhận định được. Nước Tấn hiện đang rơi vào hỗn loạn, sáu vị khanh tướng phân chia, tranh quyền đoạt lợi. Tướng quân có thể lấy tình hình nước Tấn ra để làm thí dụ cụ thể được không? Phan thị, Chí thị, Trung hành thị, Hà Hán thị, Ngụy thị, Triệu thị, sáu gia tộc khanh tướng, cha truyền con nối, hùng cứ một phương. Nếu muốn chinh phạt nước Tấn thì phải lần lượt đánh bại các gia tộc này. Vậy nên đánh nhà nào trước? Đánh Phan thị, Trung hành thị trước. Có thể nói rõ hơn không? Hai nhà này chế độ phân ruộng đất ít nhất, nhưng sưu thuế lại cao, khiến người dân không sống nổi. Quan thì nhiều, nhưng triều chính lại loạn, quân đội đông nhưng bị dân oán ghét. Tình hình như vậy kéo dài thì chỉ cần đánh một trận là được. Còn Triệu thị thì sao? Trong sáu gia tộc khanh tướng, chỉ có duy nhất Triệu thị phân chia ruộng đất rộng rãi, sưu thuế nhẹ nhàng, vậy nên rất được lòng dân. Binh sĩ không đông, nhưng lại tinh nhuệ thiện chiến. Nếu có giặc ngoài xâm đánh tới, nhất định họ sẽ cùng chung chí khí căm thù, dạng người đồng lòng, quân xâm lược sẽ khó khăn phục nổi. Từ đó ta có thể thấy, giang sơn của nước Tấn có thể sẽ rơi vào tay Triệu thị. Rót rượu đi. Tiên sinh phân tích rất thấu đáo và sâu sắc, quả nhân thấy rất khâm phục. Vi thần hiểu biết nông cạn, đại vương quá khen rồi. Đại nhân, mời. Bá Bì đại nhân, có chuyện gì xin cứ nói, đâu cần thở dài như vậy. Ân bá tướng quân, xem ra thế cục trong triều sau này sẽ không có lợi cho đại nhân. Thật như vậy sao? Ngũ Tử Tư theo vua bao năm, nắm chắc quyền hành trong tay, nay lại tiến cử thêm một người là Tôn Phủ. Hai người họ một văn một võ, nắm giữ việc triều chính, nhưng lão thần nước Ngô như tướng quân đây, e rằng sẽ không còn chỗ đứng nữa đâu. Bá Bì, ngài và Ngũ Tử Tư đều là người nước Sở. Nếu Ngũ Tử Tư nắm giữ việc triều chính thì chẳng phải sẽ có lợi cho ngài sao? Ngũ Tử Tư còn là người tiến cử ngài với đại vương, là người có ơn với ngài, vậy tại sao ngài lại tỏ ra không thích ông ta vậy? Ngũ Tử Tư tiến cử tôi chỉ là hành động giả nhân giả nghĩa, chỉ để che mắt mọi người mà thôi. Từ lúc tôi đặt chân đến nước Ngô tới nay, hắn luôn muốn chèn ép tôi, vì e ngại tôi sẽ trèo lên đầu hắn. Khi còn ở nước Sở, Ngũ Tử Tư chỉ là một tên tư mã ngũ thành nhỏ nhoi, chỉ là cấp dưới của tôi. Hạng thất phu đó thì có tài cán gì mà đòi quản chuyện chính sự của nước Ngô? Tham vọng của hắn chẳng qua chỉ là chức cao bổng lộc mà thôi. Ngài nói thật sao? Tướng quân, ngài là trọng thần hai triều, chiến công hiển hách, nay vị trí đại soái, thống soái ba quân, nên dành cho ngài mới phải. Vậy nhưng Ngũ Tử Tư không thèm đoái hoài tới ngài, thay vào đó lại tiến cử Tôn Phủ với đại vương. Ông ta đúng là không coi ngài ra gì. Ngài nghĩ xem, có phải là ông ta muốn đưa người thân cận để diệt trừ những kẻ chống đối hay không?
Tôn Vũ có tài đức gì mà mơ tưởng tới chuyện thống soái quân Ngô? Tướng quân yên tâm, bá biệt tôi sẽ toàn tâm toàn lực giúp đỡ tướng quân, nhất định không để Ngũ Tử Tư và Tôn Vũ đạt được điều đó. Tôn Vũ, bái kiến đại vương. Tiên sinh bình thân. Kể từ khi quả nhân lên ngôi đến nay, đã không ngừng chú tâm xây dựng đất nước, phục hưng triều đại. Đến nay, dân giàu nước mạnh, binh lính tinh nhuệ, đã đến lúc tiến hành những việc bấy lâu hằng mong muốn. Cơ duyên khéo sắp đặt cho ta gặp được Tôn Vũ tiên sinh, được đọc 13 chương binh pháp trong cuốn kỳ thư và cảm thấy thật đáng khâm phục. Quả nhân có ý muốn phong Tôn tiên sinh làm tướng, thống lĩnh ba quân. Các vị có ý kiến gì không? Đại vương thánh minh, binh pháp của Tôn Vũ diệu kỳ, quả là nhân tài hiếm có. Đại vương, nước Ngô còn có nhiều người hiền tài và cũng không thiếu tướng lĩnh giỏi có danh tiếng để cầm quân đánh giặc. Vì sao phải phong cho người ngoài thống lĩnh ba quân? Ân bá không phục. Tại sao lại không phục? Đại vương, mạc tướng cũng từng giàu sinh ra tử, trải qua không ít trận đánh, cũng xem như có chút công lao với nước Ngô. Dù như vậy, mạc tướng cũng không dám tự mình cầm quân ra trận. Tôn Vũ thì có tài đức gì, viết ra được 13 chương binh pháp, cũng chỉ là luận bàn diệt quân trên giấy. Nếu chưa kinh qua chiến trận, sao có thể tin dùng được? Giao giữ vị trí thống soái thì càng đáng hổ thẹn. Vi thần cũng có chung ý nghĩa với ân bá tướng quân. Tôn tiên sinh viết ra quyển binh pháp tinh thông thâm tuệ với nước Ngô quả là điều đáng quý. Nhưng Tôn tiên sinh chưa từng huấn luyện quân nước Ngô, cũng chưa từng chinh chiến trận nào. Nếu ngay lập tức giữ chức vụ cao như vậy, thần thấy có phần hơi đường đột. Được. Vậy theo ngươi thì vị trí thống soái nên để ai đảm nhiệm? Ân bá tướng quân xuất thân vốn là tư mã của thành phụ, chiến công lẫy lừng, lại được sự ủng hộ mến phục của các tướng sĩ. Vi thần cho rằng không ai xứng đáng giữ vị trí thống lĩnh ba quân hơn ân bá tướng quân. Đại vương, tài nghệ của Tôn Vũ vượt xa các tướng quân khác của nước Ngô, chọn người thích hợp để phong tướng thì không có gì phải hổ thẹn. Kính mong đại vương minh xét. Tôn tiên sinh, ngươi thấy thế nào? Xin nghe theo phán quyết của đại vương. Ngôn ngữ của tiên sinh trong binh thư đều toàn là lý luận, không biết có thể đưa binh pháp đó ra ứng dụng thực tiễn hay không. Đã là binh pháp thì đương nhiên phải vận dụng được trong thực tiễn chiến trận. Binh pháp của tiên sinh tinh xảo diệu kỳ, nếu như có thể đem ra diễn tập một lần để quả nhân và quần thần mở mang tầm mắt thì càng tốt hơn chứ sao. Chuyện này, binh pháp của Tôn tiên sinh kỳ diệu, các binh sĩ bình thường không thể lĩnh hội được. Những gì viết trong binh pháp đều là đúc kết được từ thực tế binh sĩ, không phải là trẻ con vô tri hồ đồ, thì chỉ cần nghe theo quân lệnh của thần là có thể xung trận, khống chế quân địch. Tôn tiên sinh đâu cần phải nói quá như vậy. Lẽ nào phận nữ nhi cũng có thể ra trận đánh giặc hay sao? Tất nhiên rồi. Phụ nữ mà cũng có thể đánh trận sao? Đúng là chưa nghe nói bao giờ. Đúng vậy. Thật được cười. Hơi quá rồi đó. Ta chưa bao giờ nghe nói đàn bà lại mặc áo giáp, cầm gươm ra trận hết cả. Vậy mà Tôn Phủ nói là có thể, chắc đã có biện pháp gì rồi, đúng không? Đại vương, Tôn Phủ cũng là thuận miệng nói ra như vậy thôi, chứ thực ra không có ý đem phụ nữ ra luyện binh đâu. Tôn tiên sinh, ngươi định đưa phụ nữ ra luyện binh thật sao? Đại vương, chuyện này thật đúng là nực cười mà. Nếu phụ nữ cũng có thể luyện binh thì ân bá này sẽ là người đầu tiên phục ngài. Có câu nói huấn luyện lâu ngày thì thành quân sĩ, có nghĩa là không cần biết người này giữ chức vụ gì, cũng không cần biết xuất thân cao quý hay bần hàn, một khi đã vào quân đội thì phải theo thứ tự quân tướng sĩ tốt. Chỉ cần khoan dung giáo huấn, mạnh tay thay bằng hình phạt, dùng văn thu phục lòng quân, chấn chỉnh quân kỷ thì dùng võ, kỷ luật thì nghiêm khắc,
thưởng phạt phân minh, nhất định sẽ trở thành người thống lĩnh, có thể khống chế quân địch, giành chiến thắng. Đàn bà con gái cũng không ngoại lệ. Được, ngày mai tiên sinh hãy triệu người hầu cùng thê tử của ta đưa ra thao trường diễn tập một lần. Quả nhân cũng muốn thấy nghệ thuật dùng binh của Tôn tiên sinh thế nào. Dân nào, xin mời. Tướng quân, lần này Tôn Phủ chết chắc rồi. Tôn Phủ chỉ biết luận binh trên giấy, ngồi nhà nói đạo lý, cho phụ nữ luyện binh sao? Quả thật là ý nghĩ điên rồ ngu ngốc mà. Tôn Phủ đã trót lỡ miệng, giờ chỉ có thể phát nát óc mà huấn luyện đám cung nữ. Ngày mai chúng ta đến thao trường sẽ được xem một màn kịch hay cho xem. Nếu như đám phụ nữ đó có thể luyện binh thì chắc là gà mái biết gáy mất. Tôn Phủ lần này đã tự chuốc nhục nhã vào thân. Tướng quân, ngài nắm chắc vị trí thống soái trong tay rồi. Mời. Mời Tôn huynh. Hôm nay hình như huynh đi hơi quá rồi. Sao huynh lại đồng ý luyện binh cho phụ nữ chứ? Tôi cũng biết việc này rất khó làm. Vậy nhưng ân bá làm khó chúng ta, quân thần thì dương mắt mong chờ. Tôn Phủ chỉ còn cách lấy hạt dẻ trong lửa, vậy mới khiến họ phục được. Tôi đã mất bao công sức dân binh pháp, rồi tiến cử Tôn huynh, nhờ vậy mới làm cho đại vương động lòng. Ngộ nhỡ ngày mai huynh thất bại thì chẳng phải là phí bao công sức sao? Tôi biết chứ. Thành hay bại lần này quyết định tất cả. Nếu huynh thất bại thì chức thống soái ba quân sẽ thuộc về ân bá. Tôi thấy ân bá cũng là một người cương trực trung thành. Phiền phức đến từ kẻ bên cạnh ông ta, bá bì. Đúng vậy. Tôi không ngờ rằng bá bì là kẻ mưu trí, nhưng tâm địa lại bất chính. Tôi tiến cử huynh làm tướng, hắn ta lại tìm cách tiến cử ân bá. Chủ ý của hắn là nếu như ân bá không thắng được huynh thì hắn sẽ đè tôi xuống. Mục đích của hắn là muốn có được chức thừa tướng của nước Ngô. Không biết huynh đã dự liệu chưa, hắn sẽ là người lấy oán báo ân, chuyên cắn trộm. Loại người này chúng ta không thể không đề phòng. Ôi trời, đây quả là tuyệt tác trong các tác phẩm binh pháp. Ngôn từ sâu sắc, lời lẽ sắc sảo, quả là một nhân kiệt. Tiên sinh, không biết người này hiện đang ở đâu? Thê Hà Cư, trên núi La Phù. Thê Hà Cư. Chẳng phải thành Cô Tô đã rất kiên cố rồi sao? Sao còn phải sửa chữa nữa? Không phải là sửa chữa, mà là gia cố thêm hệ thống phòng thủ cho thành. Tiên sinh đang muốn ca ngợi tường thành tu sửa tốt phải không? Quả là một tòa thành tốt, vững chãi như vàng, dễ phòng thủ, khó tấn công. Ngũ Tử Tư tuy là thừa tướng nước Ngô, nhưng quả thật trong việc tu bổ thành Cô Tô, huynh ấy cũng góp một phần công sức rất lớn. Có ai ở nhà không?
Xin hỏi chủ nhà có nhà không? Đúng vậy sao? Tôn huynh, Tử Tư huynh, Tôn huynh, huynh hại Ngũ Phiên đi tìm đến khổ. Huynh biết chuyện Hành Thích Liêu rồi chứ? Huynh đã lập công lớn cho nước Ngô rồi. Lần đó khi từ biệt cũng không nói cho tôi biết huynh ẩn giật nơi đâu. Lẽ nào bao lâu nay huynh vẫn ẩn cư nơi núi La Phù? Tôn phủ đã sống ở đây 8 năm rồi. 8 năm? Nói vậy thì người viết binh pháp chính là Tôn huynh sao? Cuốn binh pháp đó là do tại hạ viết. Tôi cũng đang lấy làm lạ, không biết từ khi nào nước Ngô lại xuất hiện một bậc kỳ tài như vậy. Hóa ra chính là người bạn tôi đã quen biết bao lâu nay. Tôn huynh, ngày mai tôi sẽ lên triều tiến cử huynh với đại vương. Tôi và huynh cùng nhau xây dựng đại nghiệp. Khởi bẩm đại vương, thần vừa chiêu mộ được một người. Người này là một tài năng hiếm có, nay thần xin tiến cử lên đại vương suy xét. Là ai vậy? Người này họ Tôn, tên Phủ, là người nước Tề. Hắn có tài năng gì? Đại vương, Tôn Phủ là người văn võ song toàn, tinh thông thao lược, nhìn xa trông rộng. Người này quả thật có tài tướng soái hiếm có trong thiên hạ. Sao quả nhân chưa từng nghe đến tên hắn? Chỉ vì Tôn Phủ ẩn cư 8 năm tại Thê Hà Cư thuộc núi La Phù, vậy nên người đời không biết đến tài năng của huynh ấy. Vậy thì tìm hắn về đây. Bẩm đại vương, không thể vậy được. Chưa chắc Tôn Phủ đã chịu ra làm quan dễ dàng như vậy. Ta không thể đối đãi như bình thường được. Xin đại vương hãy chuẩn bị lễ vật, đích thân đến mời người đó. Nếu người này thanh tao, kiêu ngạo như vậy thì chưa chắc đã dùng cho nước Ngô được. Vậy cứ để hắn ẩn cư nơi núi xa rừng thẳm thì hơn. Đại vương, việc Hành Thích Vô Liêu chính là nhờ Tôn Phủ bày mưu tính kế. Kính mong đại vương minh xét. Chuyện Hành Thích Vô Liêu cũng có chút mưu lược, nhưng cũng chỉ là kẻ đa mưu. Ta làm sao có thể dễ dàng phong tướng cho hắn? Đại vương, việc này không cần bàn nữa. Hôm nay quả nhân có nhiều việc phải làm. Ta muốn đi thị sát công việc tu sửa thành Cố Tôn, lại còn xuống thôn sớm thị sát nông nghiệp. Công trình tiến triển nhanh thế này, công sức của Ngũ tướng quân quả là không nhỏ. Người hãy tiếp tục gấp rút, nhanh chóng hoàn thành công trình. Đại vương, việc chiêu mộ hiện tại thần trao đổi với đại vương lúc nãy, vẫn mong đại vương suy xét. Quả nhân sẽ suy nghĩ. Đại vương, thần nghe bá bì nói Ngũ Tử Tư và Tôn Phủ là bạn thân lâu năm. Đại vương có biết chuyện này không? Quả nhân không biết. Bá bì, đại vương, Ngũ Tử Tư và Tôn Phủ có mối quan hệ thân thiết. Chuyện này có đúng không? Đúng là có chuyện đó. Vi thần còn nghe nói Tôn Phủ đã từng cứu mạng Ngũ đại nhân. Ngũ Tử Tư chưa bao giờ nói với quả nhân chuyện này cả. Đại vương, Ngũ Tử Tư nhiều lần tiến cử Tôn Phủ, thần e hắn nhận bừa người thân, khó tránh khỏi bị nghi ngờ kéo bè trách phái để tạo vây cánh trong triều. Đại vương,
Không biết việc dùng công phủ, đại phương đã suy xét kỹ chưa? Ý của tướng quân là nhất định quả nhân phải đi mời tôn phủ về. Đúng vậy, tôn phủ là bậc tướng tài hiếm có trong thiên hạ. Nếu nước Ngô có người này thì đừng nói là chinh phạt Sở, mà kể cả xưng bá thiên hạ cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Hắn có tài làm đại tướng, tại sao lại phải ẩn cư trên núi lâu năm như vậy? Đại phương, những cao nhân dị sĩ đều thích tìm về chốn thanh tịnh, hoang vắng để suy nghĩ về những việc trị quốc, đại sự. Nếu nhìn bề ngoài của họ, tưởng rằng họ sống an nhiên, thực ra không phải vậy. Chỉ những người chí hướng cao xa mới có được hành động phi thường đó. Tôn phủ cũng thuộc tầng lớp này. Vậy nên, nếu được đại vương trọng dụng thì sẽ không tiếc tính mạng, báo hiếu quốc gia, phát huy toàn bộ kiến thức, tạo nên đại nghiệp kinh thiên động địa. Nếu ta mời hắn về thì nên phong cho hắn chức quan gì? Thần là Hữu Tư Mã, thì tôn phủ phải là Tả Tư Mã. Sau này dẫn binh ra trận sẽ do tôn phủ toàn quyền chỉ huy. Tôn phủ vừa không có tiếng lại không có công. Nếu chỉ dựa vào mình lời tiến cử của tướng quân mà giữ chức Tả Tư Mã thì chẳng phải sẽ chạm đến tự trọng của các danh tướng công thần nước Nga sao? Lẽ nào đại phương đã quên rồi? Thương Thang không chê Y Doãn xuất thân nghèo hèn mà phong cho chức quan. Do đó Y Doãn đã giúp Thương Thang đánh bại Tạ Hiền. Rồi chuyện Thương Phương Phủ Đinh không coi Phó Lạc là nô tỳ cũng thế, lấy quốc gia làm trọng để dùng người. Nhờ vậy Phủ Đinh mới có được thời kỳ hưng vượng. Lại nói chuyện Chu Văn Phương cũng trọng dụng Khương Thượng tuổi đã cao, sống bần hàng ẩn cư câu cá, nên mới giữ được Giang Sơn tồn tại mấy trăm năm. Đại phương, người nói nhiều như vậy chỉ vì muốn quả nhân trọng dụng Tô Phủ sao? Đúng vậy. Từ bao tiền lệ có thể thấy, đối với những người có tài cần được đối đãi bằng lễ nghĩa, không thể để họ chờ đợi. Nếu đại vương học theo các bậc tiên vương thánh hiền đời trước thì có thể khiến kẻ sĩ hiện tại trong thiên hạ kéo đến. Sự nghiệp xưng bá của đại vương cũng chỉ là chuyện nay mai. Trong một ngày mà tướng quân đã 5 lần 7 lượt tiến cử Tôn Phủ, khiến quả nhân đau hết cả đầu. Nói cho cùng thì chút tài đó của Tôn Phủ đều do tướng quân nói ra. Quả nhân làm sao biết được Tôn Phủ có thật là người có tài như vậy hay không? Đại vương, Tôn Phủ đã viết xong một bộ binh thư. Bộ binh thư này quả thật có những nội dung then chốt, chứa đựng tinh hoa đất trời. Có thể nói đó là một bộ sách quý của người nhà binh. Rất may là chưa ai biết đến kiệt tác này. Vậy nên đại vương có thể xem qua rồi hãy suy xét. Thôi được rồi, hãy đưa đến cho ta xem. Dân quả là một cuốn binh thư kỳ lạ, hiếm có trong thiên hạ. Quả nhân có được cuốn binh pháp này trong tay thì nhất định có thể xưng bá thiên hạ. Đại vương ghé thăm không kịp ra nghênh tiếp, mong đại vương xá tội. Tiên sinh chính là Tôn Phủ, chính là tại hạ. Tiên sinh mời đứng dậy, tạ ơn đại vương. Hôm qua Ngũ Tử Tư không tiếc lời tiến cử Tôn tiên sinh,
Quả nhân cũng đốt nến thâu đêm đọc cuốn binh pháp của Tôn tiên sinh. Đó quả là một kiệt tác. Cuốn binh pháp để lại cho ta ấn tượng sâu sắc, nên hôm nay muốn mời Tôn sinh xuống núi góp sức cùng nước Ngô. Đại vương đích thân đến đây. Tôn phủ, Tôn tiên sinh văn thao võ lược, túc trí đa mưu, là một tướng tài hiếm thấy. 13 chương binh pháp do chính Tôn tiên sinh viết có thể coi như một kiệt tác hiếm có trong thiên hạ, thậm chí có thể gọi đó là bảo bối của binh gia. Nhưng quả nhân không hiểu được tại sao một vị tướng tài như vậy lại ẩn cư núi xa rừng thẳm trong suốt bao nhiêu năm trời, khiến tài năng bị mai một, phí hoài nhân tài, chí lớn khó phát huy. Đại vương quá lời rồi. Tôn phủ nghiên cứu binh pháp bao nhiêu năm, luôn cho rằng việc nghênh chiến sát phạt sẽ gây ra nguy hại cho bách tính trong thiên hạ. Nhưng binh pháp dù có hay đến đâu mà không dùng trong chiến trận thì cũng là vô dụng. Mục đích phủ lực của bậc minh quân là lấy chiến tranh ngăn chặn chiến tranh, giúp thiên hạ thái bình. Còn hôn quân dùng phủ lực chỉ là giết người vô tội dạ, khiến muôn dân làm than, oán hận. Nếu như dùng binh pháp này của thần để dạy cách dùng binh cho một chủ nhân tầm thường, vậy chẳng phải là tiếp tay cho việc tàn sát vô tội dạ sao? Vậy nên Tôn phủ không dám tùy tiện xuất thế. Tiên sinh nói thật có lý. Tôn huynh, những lo lắng của huynh không phải không có lý. Nếu hồ đồ trong việc nhìn nhận người khác, sẽ không biết đâu là trung quân, đâu là gian thần. Những vị đế vương hại dân hại nước không phải là hiếm, nhưng Ngô vương thì hoàn toàn khác. Tấm lòng đại vương bao la rộng lớn, coi sự đố kỵ và cái ác như kẻ thù, coi việc bá tính thiên hạ, coi việc tạo phúc an dân là trách nhiệm bản thân. Tôn tiên sinh, đại vương đường đường là một vị minh vương, hiền quân. Từ khi lập nước đến nay, đại vương không ham của ngon, không thích nịnh nọt, không ham nữ sắc, không tìm yên ổn riêng mình, cần cù sớm tối, chăm lo việc nước. Nếu tiên sinh phò tá đại vương hoàn thành đại nghiệp, thì đó cũng là thuận theo ý trời, vì mục đích chung. Tiên sinh, có bằng lòng phò tá quả nhân, cùng tạo nên đại nghiệp không? Xin nghe theo đại vương. Bộ binh pháp do Tôn tiên sinh viết thật khiến người khác phải kinh ngạc. Ngày nay thiên hạ đại loạn, chư hầu tách biệt. Vậy theo ý Tôn tiên sinh, chiến lược quốc sách của nước Ngô sau này thế nào? Trong bối cảnh thiên hạ chiến loạn như hiện nay, ai cũng muốn làm lợi cho mình, ta không thể đánh tới. Cho nên vì cái lợi mà buộc phải kết giao. Còn nếu giao bàn với nước Tần, có khi lại tạo ra tai họa ngay bên cạnh mình. Đại vương, theo ý của thần, nước Ngô ta tuy ngày càng lớn mạnh, nhưng ở vùng Đông Nam của Trung Nguyên nên bất lợi. Ta nên liên kết với nước Việt lân cận, cùng đối phó với các nước ở Trung Nguyên. Trước tiên nên đánh Sở, sau đó chinh phạt Tấn. Vi thần tán đồng ý kiến của ân bá tướng quân. Hai nước Ngô Việt ngôn ngữ tương đồng, phong tục tập quán giống nhau, liên kết với nước Việt là một quyết định sáng suốt. Chinh phạt nước Sở là việc phải làm. Nhưng vi thần cho rằng nước Tấn đối chọi với ta nhiều năm, oán hận không kể xiết. Vì vậy nước Ngô nên gửi hậu lệ đến Tấn để tỏ tình hữu hảo, liên kết cùng Tấn phá Sở. Hai vị ái khanh hôm nay phải đôn đáo dứt giả nhiều rồi, hãy về nghỉ sớm đi. Đại vương, dứt giả gì nữa, âu cũng là việc nên làm. Thần không mệt, kính mong đại vương suy xét. Quả nhân muốn hai người lui về, các ngươi hãy chấp hành mệnh lệnh. Rõ. Dân. Vi thần xin cáo từ. Ý kiến của Tôn tiên sinh, quả nhân hoàn toàn đồng ý. Kết giao xa, chinh phạt gần là chính sách của nước Ngô. Theo thần thấy, dùng binh và trị quốc không thể tách rồi.
Trong việc cầm quân, không cần đánh mà vẫn thu phục được người khác thì mới là người tài giỏi. Dùng binh, trước tiên là phải đánh bằng kế sách, tiếp theo là ban giao, cuối cùng mới là động binh. Đánh bằng kế sách là thế nào? Đánh bằng kế sách chính là dùng mưu lược, làm cho dân giàu nước mạnh, phán đoán đúng thời thế, công phá thế lực đối địch. Các hoàng đế trước đây đều phải tích lũy lượng lớn lương thảo, đại xá thiên hạ, rèn luyện tinh binh. Tới lúc đó Nam phạt Xích đế, Bắc phạt Hắc đế, Đông phạt Thanh đế, Tây phạt Bạch đế, thiên hạ quy về một mối. Các vị vua sau này như Thương Thang Vương và Chu Phủ Vương cũng làm như vậy. Nếu nước Ngô ta học tập theo các vị hiền vương, đi thuận theo ý trời, thiên thời địa lợi nhân hòa, thì lúc đó ác sẽ thắng. Thế nào là đánh bằng ban giao? Đánh bằng ban giao là lợi dụng nghệ thuật kết giao, làm tan rã khối liên minh giữa các nước thù địch với ta, khuếch đại khối liên minh của ta, cô lập nước thù địch, từ đó khuất phục đối thủ. Thế lực quân sự và tình hình của các nước đều không giống nhau. Làm thế nào phân tích được thực lực từng nước để phục vụ cho mục đích của chúng ta? Đại phương nói rất có lý. Phải căn cứ vào tình hình thực tế của mỗi nước mới nhận định được. Nước Tấn hiện đang rơi vào hỗn loạn, sáu vị khanh tướng phân chia, tranh quyền đoạt lợi. Tướng quân có thể lấy tình hình nước Tấn ra để làm thí dụ cụ thể được không? Phan thị, Chí thị, Trung hành thị, Hà Hán thị, Ngụy thị, Triệu thị, sáu gia tộc khanh tướng, cha truyền con nối, hùng cứ một phương. Nếu muốn chinh phạt nước Tấn thì phải lần lượt đánh bại các gia tộc này. Vậy nên đánh nhà nào trước? Đánh Phan thị, Trung hành thị trước. Có thể nói rõ hơn không? Hai nhà này chế độ phân ruộng đất ít nhất, nhưng sưu thuế lại cao, khiến người dân không sống nổi. Quan thì nhiều, nhưng triều chính lại loạn, quân đội đông nhưng bị dân oán ghét. Tình hình như vậy kéo dài thì chỉ cần đánh một trận là được. Còn Triệu thị thì sao? Trong sáu gia tộc khanh tướng, chỉ có duy nhất Triệu thị phân chia ruộng đất rộng rãi, sưu thuế nhẹ nhàng, vậy nên rất được lòng dân. Binh sĩ không đông nhưng lại tinh nhuệ thiện chiến. Nếu có giặc ngoài xâm đánh tới, nhất định họ sẽ cùng chung chí khí căm thù, dạng người đồng lòng, quân xâm lược sẽ khó khăn phục nổi. Từ đó ta có thể thấy giang sơn của nước Tấn có thể sẽ rơi vào tay Triệu thị. Rót rượu đi. Tiên sinh phân tích rất thấu đáo và sâu sắc, quả nhân thấy rất khâm phục. Vi thần hiểu biết nông cạn, đại vương quá khen rồi. Đại nhân, mời. Bá Bì đại nhân, có chuyện gì xin cứ nói, đâu cần thở dài như vậy. Ân bá tướng quân, xem ra thế cục trong triều sau này sẽ không có lợi cho đại nhân. Thật như vậy sao? Ngũ Tử Tư theo vua bao năm, nắm chắc quyền hành trong tay, nay lại tiến cử thêm một người là Tôn Vũ. Hai người họ một văn một võ, nắm giữ việc triều chính. Nhưng lão thần nước Ngô như tướng quân đây, e rằng sẽ không còn chỗ đứng nữa đâu. Bá Bì, ngài và Ngũ Tử Tư đều là người nước Sở. Nếu Ngũ Tử Tư nắm giữ việc triều chính thì chẳng phải sẽ có lợi cho ngài sao? Ngũ Tử Tư còn là người tiến cử ngài với đại vương, là người có ơn với ngài. Vậy tại sao ngài lại tỏ ra không thích ông ta vậy? Ngũ Tử Tư tiến cử tôi chỉ là hành động giả nhân giả nghĩa, chỉ để che mắt mọi người mà thôi. Từ lúc tôi đặt chân đến nước Ngô tới nay, hắn luôn muốn chèn ép tôi, vì e ngại tôi sẽ trèo lên đầu hắn. Khi còn ở nước Sở, Ngũ Tử Tư chỉ là một tên tư mã ngũ thành nhỏ nhoi, chỉ là cấp dưới của tôi. Hạng thất phu đó thì có tài cán gì mà đòi quản chuyện chính sự của nước Ngô? Tham vọng của hắn chẳng qua chỉ là chức cao bổng lộc mà thôi. Ngài nói thật sao?
Tướng quân, ngài là trọng thần 2 triệu, chiến công hiển hách. Nay vị trí đại soái, thống soái 3 quân, nên dành cho ngài mới phải. Vậy nhưng Ngũ Tử Tư không thèm đoái hoài tới ngài, thay vào đó lại tiến cử Tôn Phủ với đại vương. Ông ta đúng là không coi ngài ra gì. Ngài nghĩ xem, có phải là ông ta muốn đưa người thân cận để diệt trừ những kẻ chống đối hay không? Tôn Phủ có tài đức gì mà mơ tưởng tới chuyện thống soái quân Ngô? Tướng quân yên tâm, bá bị tôi sẽ toàn tâm toàn lực giúp đỡ tướng quân, nhất định không để Ngũ Tử Tư và Tôn Phủ đạt được điều đó. Tôn Phủ, bái kiến đại vương. Tiên sinh bình thân. Kể từ khi quả nhân lên ngôi đến nay, đã không ngừng chú tâm xây dựng đất nước, phục hưng triều đại. Đến nay, dân giàu nước mạnh, binh lính tinh nhuệ, đã đến lúc tiến hành những việc bấy lâu hằng mong muốn. Cơ duyên khéo sắp đặt cho ta gặp được Tôn Phủ tiên sinh, được đọc 13 chương binh pháp trong cuốn kỳ thư, và cảm thấy thật đáng khâm phục. Quả nhân có ý muốn phong Tôn tiên sinh làm tướng, thống lĩnh 3 quân. Các vị có ý kiến gì không? Đại vương thánh minh, binh pháp của Tôn Phủ diệu kỳ, quả là nhân tài hiếm có. Đại vương, nước Ngô còn có nhiều người hiền tài, và cũng không thiếu tướng lĩnh giỏi có danh tiếng để cầm quân đánh giặc. Vì sao phải phong cho người ngoài thống lĩnh 3 quân? Ân bá không phục. Tại sao lại không phục? Đại vương, mạc tướng cũng từng giàu sinh ra tử, trải qua không ít trận đánh, cũng xem như có chút công lao với nước Ngô. Dù như vậy, mạc tướng cũng không dám tự mình cầm quân ra trận. Tôn Phủ thì có tài đức gì, viết ra được 13 chương binh pháp, cũng chỉ là luận bàn diệt quân trên giấy. Nếu chưa kinh qua chiến trận, sao có thể tin dùng được? Giao giữ vị trí thống soái thì càng đáng hổ thẹn. Vi thần cũng có chung ý nghĩa với ân bá tướng quân. Tôn tiên sinh viết ra quyển binh pháp tinh thông thâm tuệ với nước Ngô quả là điều đáng quý. Nhưng Tôn tiên sinh chưa từng huấn luyện quân nước Ngô, cũng chưa từng chinh chiến trận nào. Nếu ngay lập tức giữ chức vụ cao như vậy, thần thấy có phần hơi đường đột. Được. Vậy theo ngươi thì vị trí thống soái nên để ai đảm nhiệm? Ân bá tướng quân xuất thân vốn là tư mã của thành phụ, chiến công lẫy lừng, lại được sự ủng hộ mến phục của các tướng sĩ. Vi thần cho rằng không ai xứng đáng giữ vị trí thống lĩnh 3 quân hơn ân bá tướng quân. Đại vương, tài nghệ của Tôn Phủ vượt xa các tướng quân khác của nước Ngô, chọn người thích hợp để phong tướng thì không có gì phải hổ thẹn. Kính mong đại vương minh xét. Tôn tiên sinh, ngươi thấy thế nào? Xin nghe theo phán quyết của đại vương. Ngôn ngữ của tiên sinh trong binh thư đều toàn là lý luận, không biết có thể đưa binh pháp đó ra ứng dụng thực tiễn hay không. Đã là binh pháp thì đương nhiên phải vận dụng được trong thực tiễn chiến trận. Binh pháp của tiên sinh tinh xảo diệu kỳ, nếu như có thể đem ra diễn tập một lần để quả nhân và quần thần mở mang tầm mắt thì càng tốt hơn chứ sao. Chuyện này, binh pháp của Tôn tiên sinh kỳ diệu, các binh sĩ bình thường không thể lĩnh hội được. Những gì viết trong binh pháp đều là đúc kết được từ thực tế binh sĩ. Không phải là trẻ con vô tri hồ đồ, thì chỉ cần nghe theo quân lệnh của thần là có thể xung trận, khống chế quân địch. Tôn tiên sinh đâu cần phải nói quá như vậy. Lẽ nào phận nữ nhi cũng có thể ra trận đánh giặc hay sao? Tất nhiên rồi. Phụ nữ mà cũng có thể đánh trận sao? Đúng là chưa nghe nói bao giờ. Đúng vậy. Thật nực cười. Hơi quá rồi đó. Ta chưa bao giờ nghe nói đàn bà lại mặc áo giáp, cầm gươm ra trận hết cả. Vậy mà Tôn Phủ nói là có thể, chắc đã có biện pháp gì rồi, đúng không? Đại vương, Tôn Phủ cũng là thuận miệng nói ra như vậy thôi, chứ thực ra không có ý đem phụ nữ ra luyện binh đâu. Tôn tiên sinh, ngươi định đưa phụ nữ ra luyện binh thật sao? Đại vương, chuyện này thật đúng là nực cười mà. Nếu phụ nữ cũng có thể luyện binh thì ân bá này sẽ là người đầu tiên phục ngài.
Có câu nói, huấn luyện lâu ngày thì thành quân sĩ, có nghĩa là không cần biết người này giữ chức vụ gì, cũng không cần biết xuất thân cao quý hay bần hàn. Một khi đã vào quân đội thì phải theo thứ tự quân tướng sĩ tốt. Chỉ cần khoan dung giáo huấn, mạnh tay thay bằng hình phạt, dùng văn thu phục lòng quân, chấn chỉnh quân kỷ thì dùng võ, kỷ luật thì nghiêm khắc, thưởng phạt phân minh, nhất định sẽ trở thành người thống lĩnh, có thể khống chế quân địch, giành chiến thắng. Đàn bà con gái cũng không ngoại lệ. Được, ngày mai tiên sinh hãy triệu người hầu cùng thê tử của ta đưa ra thao trường diễn tập một lần. Quả nhân cũng muốn thấy nghệ thuật dùng binh của Tôn tiên sinh thế nào. Dân. Nào, xin mời. Tướng quân, lần này Tôn Phủ chết chắc rồi. Tôn Phủ chỉ biết luận binh trên giấy, ngồi nhà nói đạo lý, cho phụ nữ luyện binh sao? Quả thật là ý nghĩ điên rồ ngu ngốc mà. Tôn Phủ đã trót lỡ miệng, giờ chỉ có thể phát nát óc mà huấn luyện đám cung nữ. Ngày mai chúng ta đến thao trường sẽ được xem một màn kịch hay cho xem. Nếu như đám phụ nữ đó có thể luyện binh thì chắc là gà máy biết gáy mất. Tôn Phủ lần này đã tự chuốc nhục nhã vào thân. Tướng quân, ngài nắm chắc vị trí thống soái trong tay rồi. Mời. Mời. Tôn huynh.